Kinh văn. A nan, nhược hữu chúng sanh tùng vô số lượng vô số kiếp lại, sở hữu nhất thiết khinh trọng tội chướng, tùng tiền thế lai vị cập sám hối, nhược năng độc tụng thư tả thử chú, thần thượng đới trì nhược an trụ xứ trang trạch viên quán, như thị tích nghiệp do thang tiểu tuyết, bất kiểu dài đắc ngộ vô sảnh nhẫn. Việt dịch. À nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến này đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo bên mình hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán, như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Giảng giải. À nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến này đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, họ chưa từng có được cơ hội để sám hối, lầm lỗi và sửa đổi. Sám là nêu ra những sai lầm trước đó, hối là thay đổi sửa chữa, không tái phạm tội. Nếu biết đọc chú Lăng Nghiêm hoặc tụng viết chép chú này, tụng chú phải trong một thời gian dài. Đức Phật không nói tụng một hoặc hai lần, ý của Ngài là phải thực hiện việc tụng đọc lâu dài, hoặc là giữ đeo bên mình. Khi đeo chú phải đeo trên cổ, trước ngực, đấy là cách biểu hiện sự tôn kính, không được cất mang ở phần dưới thân. Càng trân trọng tôn kính thì chú càng có hiệu nghiệm. Hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán, như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước, tức những tội lỗi tích tập trong nhiều đời đã qua, đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết. Mọi tội lỗi đều thức thì tan biến hết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Kinh văn. Phục thứ. A nan, nhược hữu nữ nhân vị sanh nam nữ dục cầu sanh giả, nhược năng trí tâm ức niệm từ chú, hoặc năng thần thượng đái thử tất đát đa bát đát la giả, tiện sanh phước đức trí tuệ nam nữ. Việt dịch. Lại nữa, A nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai con gái, mong cầu có thai, nếu biết trí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người đeo chú tát đát đà bát đát la này, thì liền sinh được con trai con gái có phúc đức trí tuệ. Giảng giải. Lại nữa, A nan, và Đức Phật nói tiếp, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai con gái, mong cầu có thai, tỉ như có những người đàn bà thích làm mẹ, họ muốn có thai, nếu biết trí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người đeo chú, chú tâm là tâm ý chuyên nhất, cũng có nghĩa là tâm tuyệt đối chân thành. Họ có thể tụng chú theo trí nhớ, hoặc dùng sách, hoặc họ thỉnh cầu cao tăng viết cho bài tâm chú và đeo bên mình. Tát đát đa bát đát la có nghĩa là đại bạch tán cái, lọng trắng lớn. Khi quý vị mang bài chú ấy trên người, hoặc nhớ trong tâm, chiếc lọng ấy sẽ che chở và giúp ích những mong muốn của quý vị. Người đàn bà ước mong có con, họ sẽ có được con phúc đức trí tuệ. Kinh văn. Cầu trường mạng giả, tốc đắc trường mạng, dục cầu quả báo, tốc viên mãn giả, tốc đắc viên mãn, thần mạng sắc lực, diệt phục như thị. Việt dịch. Người cầu sống lâu sẽ được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn sẽ mau chóng được viên mãn, cả đến về thần mệnh sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Giảng giải. Người tụng chú Lăng Nghiêm và cầu sống lâu sẽ được sống lâu, người mong cầu quả báo sớm sẽ được viên mãn, sẽ mau chóng được viên mãn. Chẳng hạn người phụ nữ hy vọng tương lai có người chồng tốt, họ sẽ được như vậy. Đối với người đàn ông cũng vậy, đó là ý nghĩ mong cầu điều gì cũng sẽ được như vậy. Người mong cầu giàu sang và danh vọng sẽ được giàu sang danh vọng, người mong cầu sống lâu sẽ được sống lâu, cầu có con trai sẽ được con trai, cầu có con gái sẽ có con gái. Mọi mong cầu đều sẽ được, cả đến về thần mệnh sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Tất cả những cầu mong đều đạt được, mong muốn có tuổi thọ cũng vậy. Kinh văn. Mạng trung tri hậu, tùy nguyện vãng sanh thập phương quốc độ, tất định bất sanh, biên địa hạ tiện, hà huống tạp hình. Việt dịch. Sau khi mạng trung tùy nguyện được vãng sanh trong 10 phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biệt địa hạ tiện, huống chi là các tạp hình. Giảng giải. Sau khi mạng trung tùy nguyện được vãng sinh trong 10 phương quốc độ, nếu quý vị muốn tái sinh vào phương Đông với Phật A Súc, hoặc phương Tây với Phật A Di Đà, hoặc phương Bắc phương Nam, quý vị
Tùy quý vị có thể cầu tái sinh vào bất kỳ quốc độ Phật đều được. Chắc chắn không sinh nơi biển địa hạ tiện, huống chi là các tạp hình. Là con người, quý vị sẽ không tái sinh là kẻ thấp kém hạ tiện, thậm chí cũng chẳng sinh làm thú vật. Kinh văn: A Nan, nhược trừ quốc độ Châu Huyền Tụ Lạc, Nga Hoàng Dịch Lệ, hoặc phục đào bình, tặc nạn đấu tranh, kiêm dư nhất thiết ách nạn chỉ địa, tả thử thần chú, an thành tứ môn, tinh trừ trì đề, hoặc thoát xà thượng, linh kỳ quốc độ, sở hữu chúng sanh, phụng nghênh tư chú, lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dường, linh kỳ nhân dân, các thần bội, hoặc các an, sở cư trạch địa, nhất thiết tai ách, tất giai tiểu diệt. Việt dịch: A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm bị nạn đói kém dịch lệ, hoặc ở những nơi có đào bình giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành cùng các tháp hay trên tràng phàn, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này, cùng kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trên người, hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tài ách đều tiêu diệt. Giảng giải: A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm chỉ chung một nơi nào đó, hoặc rộng lớn như lục địa, hoặc nhỏ như làng xóm, khi đói kém hạn hán kéo dài, cỏ cây khô héo, hoặc có khi mưa lũ ngập chìm cả hoa màu lương thực, hoặc dịch bệnh bùng phát gây hại biết chừng nào, hoặc ở những nơi có đào binh giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, ở các nơi khó khăn nguy hiểm như thế, nên viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành của các tháp, có thể đặt phía trên các cửa. Tháp là nơi đặt xá lợi Phật hoặc thánh tăng, hay có thể đặt trên tràng phan, tức cờ phướn, cũng có thể viết chú trên lá phướn, và đặt trên cao nhất như tháp đồng hồ hoặc cột cờ, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này, cùng kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân nơi xứ ấy mỗi mỗi người đeo chú trên người, hoặc để nơi chỗ có thể mang theo chú bên người, hoặc để ở nơi sinh sống, thì tất cả tai ách đều tiêu diệt, mọi sự bất hạnh và quỷ dữ đều xa lánh hết. Công đức của chú là nghiêm rất vi diệu, quý vị không thể nào hình dung được sự lạ lùng kỳ diệu ấy. Có người cho rằng tu tập không cần thiết phải thiền định hoặc phải học kinh điển, không phải vậy. Người khác thì nghĩ chỉ cần tụng chú và học kinh, không cần đến thiền định. Điều này cũng không đúng. Có người nghe nói về hiệu quả và năng lực của thần chú, họ nghĩ thế thì chỉ nên đọc chú, khỏi tu hành gì khác. Thái độ như vậy rất là cực đoan. Trong việc tu tập, quý vị phải chọn lấy pháp trung đạo, không thiên lệch cũng chẳng thái quá. Thần chú thực sự có hiệu nghiệm, nhưng quý vị cũng phải phát huy định lực của chính mình. Bản kinh này xác định chú là hữu hiệu, nhưng điểm tinh yếu nhất của sự tu tập ở đây là giảng giải pháp môn quay trở lại lắng nghe tự tánh của chính mình. Đấy là pháp môn viên mãn của nhĩ căn. Vậy nên ngay cả khi quý vị tụng chú, có nghĩa quý vị quay trở lại lắng nghe tự tánh, trở lại với ánh sáng rạng rỡ từ tâm. Khi tụng chú thì tâm là chú và chú là tâm, cả hai không thể phân chia. Tâm và chú là hai, nhưng không phải hai. Mặc dù là hai, nhưng nó là một. Nếu được vậy thì mọi điều quý vị mong muốn đều sẽ đạt được. Nếu chú và tâm quý vị thành một khối duy nhất, quý vị sẽ được định của thiền. Quý vị nên chú ý điều này. Kinh văn: A Nan, tại xứ xứ quốc độ chúng sanh, tùy hữu thử chú, thiên long hoàn hỷ, phòng vũ thuận thời, ngũ cốc phong ân, triệu thứ an lạc. Việt dịch: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào, nơi nào có được chú này, thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, chúng dân an vui. Giảng giải: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào, nơi nào có được chú này, thì thiên long vui mừng và mưa gió thuận thời, không phải lo lắng vì thiếu thốn thức ăn, ngũ cốc được mùa, các loại cây lương thực đều được gặt hái tốt đẹp, chúng dân an vui. Kinh văn: Diệp phục năng trấn, nhất thiết ác tinh, tùy phương biến quái, tai chướng bất khởi, nhân vô hạnh yểu, nữ giới giả tỏa, bất trước kỳ thân, chúng dạ an miên, thường vô ác mộng. Việt dịch: Lại có thể trấn được tất cả các ác tinh, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu gông cùm xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. Giảng giải: Đoạn này
nói mọi người đều có thể tránh khỏi ác mộng, lại có thể trấn được tất cả các ác tình. Chú có thể kiểm soát được các hùng tình, giống như một người trí huyết đệ điều hành xứ sở của mình theo đúng hướng. Mọi người xấu ác đều sửa đổi, mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng. Khi một người dùng đức cai trị, dân trong xứ sẽ phục tùng họ. Ở đây thần chú giống như một thủ lĩnh đạo đức, kiểm soát được mọi điều xấu, mọi biến cố bất hạnh. Những hùng tình ấy, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị. Chúng mang đến bao điều tai họa đáng sợ, nhưng tai chướng không khởi lên. Người không chết bất ngờ chết yểu, chết bất ngờ là hoạnh tử, chết cách đột xuất. Chẳng hạn tai nạn xe cộ hay máy bay nổ tung hoặc đâm xuống biển hoặc chết cháy. Đoạn này nói về nguyên nhân con người chết khi họ không muốn chết, khi họ chưa chuẩn bị để chết. Cái chết bất ngờ thường là ám chỉ cái chết của trẻ. Mọi cái chết trước tuổi 30 đều được coi là bất ngờ, vì cuộc sống như vậy là không thọ. Cùng cùng xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên thường không ác mộng, không có ma quỷ nào đến quấy phá. Kinh văn: A Nan thị tà bà giới, hữu bát vạn tứ thiên tài biến ác tình, nhị thập bát đại ác tình, nhì vì thượng thủ, phục hữu bát đại ác tình, dĩ vì kỳ chủ. Tác trùng trùng hình xuất hiện thế thời, năng sanh chúng sanh trùng trùng tai dị. Việt dịch: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tình tài biến, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, có thể sinh ra các tai nạn kỳ dị cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, cõi tà bà này có 84.000 ác tình tài biến, có vô số ác tình liên hệ với thế giới chúng ta đang sống, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ. Mặc dù có 28 loại ác nhưng chúng có thể cũng là thiện. Ở Trung Quốc, 28 chòm sao phân chia thành 4 hướng, mỗi hướng có 7 sao. Theo thiên văn Trung Quốc, các chòm sao được đặt định tương ứng với thời gian ngày giờ. Mỗi chu kỳ là 28 ngày theo tháng âm lịch. Nếu một người thiện, các sao dữ sẽ biến thành thiện. Nếu như người ở nơi dữ thì các thiện tình cũng sẽ biến thành hung tình. Do đó, không có vì sao nào nhất định là hung là cát, điều đó còn tùy thuộc ở nghiệp quả và các hành vi thiện ác. Ở đây nói đến các ác tình, và chú Lăng Nghiêm có công năng hóa giải. Theo bản kinh, những ác tình đó là điểm xấu, chỉ mang lại bất hạnh. Đối với các ác tình, biểu hiện cho điểm dữ, nếu một người thiếu đi thiện căn hoặc kém phúc đức, dĩ nhiên người đó sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nhưng nếu anh ta chỉ tụng chú Lăng Nghiêm, những bất lợi kia sẽ biến thành lợi lạc cho người đó. Lược kê 28 sao. Thứ 5 giác đầu, thứ 6 càng, thứ 7 đẻ nữ, chủ nhật phòng, thứ 2 tâm nguy, thứ 3 vĩ thất, thứ 4 cờ bích, khuê tỉnh, nghiêu lâu quỹ, vị liễu, hư mão tinh, tất trương, trùng dực, xâm trần. Lại có 8 đại ác tinh làm chủ: 1 mộc tinh, 2 hỏa tinh, 3 thổ tinh, 4 kim tinh, 5 thủy tinh, 6 la hầu, 7 kế đô, 8 tuệ tinh. Có vài thiên thể rất đáng sợ, một số khác tốt đẹp hơn. Trong số các vương triều ở Trung Quốc có sao chổi từng xuất hiện. Thực sự sao chổi tuệ tinh ấy là gì? Đấy là một đứa trẻ mặc áo ngủ màu đỏ, nó đi dạy các trẻ khác hát. Khi mọi trẻ con cùng hát thì sứ ấy đã đến hồi kết thúc. Điều ấy ám chỉ khi có sao chổi xuất hiện thì chính quyền thay đổi, tân hoàng đế sẽ đứng lên trị vì đất nước. Những biến cố của vận mệnh thường không thấy biết được. Có những trường hợp đặc biệt nảy sinh bất thường và luôn luôn là điểm không hay. Các biến cố, các tình huống bất thường ấy báo hiệu sự việc có chiều thay đổi và mất cân bằng không chính xác. Kinh văn: hữu thử chú địa, tất giai tiêu diệt, thập nhị do tuần, thành kết giới địa, trừ ác tài tường, vĩnh bất năng nhập. Việt dịch: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Giảng giải: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Ở nơi có chú Lăng Nghiêm, mọi biến cố tai ương đều bị tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới. Sự kết giới do chỉ tụng chú sẽ làm thành nơi an toàn. Chẳng hạn người tụng chú Lăng Nghiêm hướng về phương Bắc, về phương Đông, phương Nam, phương Tây. Khi mỗi hướng khi tụng chú, giới, danh giới, cõi được kết trong khoảng
12 giờ tuần. Một tiểu giờ tuần là 40 dặm Trung Quốc, khoảng 13 dặm Anh. 12 giờ tuần ở đây là đại giờ tuần, khoảng 96 dặm Trung Quốc, 32 dặm Anh. Bao quanh khoảng cách ấy là khu vực an toàn, tất cả các loài ma quỷ không thể xâm phạm quấy phá được, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Vì vậy bất cứ nơi nào chú Lăng Nghiêm được thực hiện, mọi người ở nơi ấy đều được gia hộ. Trong khu vực được kết giới, mọi tai ương họa hại đều bị diệt. Kinh văn. Thị cố Như Lai tuyên thị thử chú, ừ vị lai thế bảo hộ sơ học, trừ tu hành giả nhập tam ma đề, thân tâm thái nhiên đắc đại an ổn. Việt dịch. Vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời. Giảng giải. Vậy nên Như Lai Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên dạy chú Lăng Nghiêm này bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời vị lai vào tam ma đề. Họ sẽ đạt được định lực, thân tâm thư thái, được đại an ổn, họ có được lòng thành tịnh, thoát mọi lo lắng khổ não. Kinh văn. Cánh vô nhất thiết trừ ma quỷ thần, cập vô thủy lai, oan hoành túc ương, cựu nghiệp trần trái, lai tương não hại. Việt dịch. Không còn các ma quỷ thần và những oan kiền đời trước, nghiệp cũ nợ xưa, từ vô thủy tới nay đến khuấy hại. Giảng giải. Không còn các ma quỷ thần và những oan kiền đời trước quấy rối người trì chú này. Mọi bất hạnh đều là từ những sai lầm tội lỗi đã tạo nên từ các đời đã qua. Đấy chính là nghiệp cũ, là cái nhân tạo tác trước đó. Những chướng ngại của nghiệp làm thành nợ xưa từ vô thủy tới nay. Chẳng hạn kẻ nào đó giết người, tất nhiên người đó phải trả lại mạng sống còn nợ. Nếu ăn thịt ai đó, thì cũng phải trả lại mối nợ xương thịt đó. Mọi món nợ đều phải trả, nhưng nếu chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi bất hạnh do nghiệp, do nợ nần đều không đến khuấy hại, chẳng có gì có thể gây hại cho quý vị. Kinh văn. Nhữ cập chúng trung trừ hữu học nhân, cập vị lai thế trừ tu hành giả, ý ngã đàn trà như pháp chỉ giới, sở thọ giới chủ phổn thành tịnh tăng, trì thử chú tâm bất danh nghi hối, thị thiện nam tử ư thử phụ mẫu, sở sanh tri thân, bất đắc tâm thông, thập phương Như Lai, tiện vi vọng ngữ. Việt dịch. Ông cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, đúng theo pháp mà chỉ giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Đối với chú tâm này không sinh lòng ngờ hối. Những thiện nam tử như thế, chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Giảng giải. Ông A Nan cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, kể cả trong đời hiện tại, nếu như mọi người đều y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, cách lập đàn như đã nói qua và đúng theo pháp mà chỉ giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Tăng chúng thanh tịnh là những người không phạm giới, và đối với chú tâm này không sinh lòng ngờ hối, không một chút nghi ngờ gì về chú này. Những thiện nam tử như thế, theo lời chỉ dạy mà thành lập đạo tràng, gặp được tỳ kheo trong sạch, giữ trọn giới hạnh, và đấy là nguyên nhân và điều kiện cần thiết. Và chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, tức nếu họ không trở nên giác ngộ và được ngũ nhãn lục thông, lục thần thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Chư Phật trong khắp mười phương đều nói lời không thật. Kinh văn. Thuyết thị ngữ dĩ hội trung vô lượng, bách thiên kim cang nhất thời Phật tiền, hợp trưởng đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn. Như Phật sở thuyết ngã đương thành tâm, bảo hộ như thị tu bổ đề giả. Việt dịch. Phật dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng, như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Giảng giải. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng, như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Chúng con sẽ bảo hộ tất cả những người thành tâm tu theo pháp môn này để đạt được đạo bồ đề. Kinh văn. Nhĩ thời Phạm Vương Tịnh Thiên Đế Thích Tứ Thiên Đại Vương Diệp Ư Phật Tiền đồng thời đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn. Thẩm hữu như thị tu học thiện nhân, ngã đường tận tâm trí thành bảo hộ, linh kỳ nhất sanh sở tác như nguyện. Việt dịch.
Lúc bấy giờ Phạm Vương và Thiền Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ và thừa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Giảng giải. Lúc bấy giờ Phạm Vương, chủ tề của Đại Phạm Thiên và Thiền Đế Thích, vua trời, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật, tất cả cùng đứng lên, đồng thời đảnh lễ trước Phật và thưa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Nếu như thực sự có người tu hành theo lời Phật dạy, tất cả chúng con sẽ thành tâm giữ gìn và bảo hộ họ đạt được ý nguyện. Kinh văn. Phục hữu vô lượng, dược xoa đại tướng, trừ la sát vương, phú đàn na vương, kiều bàn trả vương, tỷ xá giả vương, tần na dạ ca, trừ đại quỷ vương, cập trừ quỷ xuất, diệt ư Phật tiền, hợp trưởng đảnh lễ, ngã diệt thệ nguyện, hộ trì thị nhân, linh bồ đề tâm, tốc đắc viên mãn, việt dịch. Lại có vô lượng đại tướng dược xoa, các vua la sát, vua phú đàn na, vua kiều bàn trà, vua tỷ xá giả, tần na dạ ca, các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: chúng tôi cũng thể nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Giảng giải. Lại có vô lượng đại tướng dược xoa, quỷ tật tốc, các vua la sát, loại quỷ ăn thịt người, vua phú đà na, quỷ xú ác hay gây bệnh sốt, vua kiều bàn trà, quỷ có hình dạng trái bí đao gây rũ liệt con người, vua tỷ xá già, đây cũng là loại quỷ rất đáng sợ, tật na dạ ca, thường gây ra các chướng ngại. Các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ và thưa với Phật rằng: chúng tôi cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Kinh văn. Phục hữu vô lượng, nhật nguyệt thiên tử, phong sư, vũ sư, vân sư, lôi sư, tinh điện bá đẳng, nên tuế tuần quan, trừ tình quyến thuộc, diệt ư hội chung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, an lập đạo tràng, đắc vô sở úy. Việt dịch. Lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư, vũ sư, vân sư, lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan, trừ tình quyến thuộc, cũng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được không lo sợ. Giảng giải. Lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư, vũ sư, vân sư, lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan, hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng vào mỗi năm đều có tuần quan đi lại giám sát việc thiện ác trong nhân gian, trừ tình quyến thuộc cũng ở trong hội. Mỗi vì sao đều có quyến thuộc riêng cùng đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được không lo sợ. Chúng con cùng nguyện cho người tu hành bảo hộ người lập đạo tràng, họ sẽ có được sức mạnh không còn lo sợ. Kinh văn. Phục hữu vô lượng, sơn thần, hải thần, nhất thiết thổ địa, thủy lục không hành, vạn vật tinh kỳ, tịnh phong thần vương, vô sắc giới thiên, hư Như Lai tiền, đồng thời khẻ thủ, nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, đắc thành bồ đề, vĩnh vô mà sự. Việt dịch. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới ở trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật: chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả bồ đề hẳn không mà sự. Giảng giải. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới ở trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật: tất cả cùng hành lễ trước Phật, chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả bồ đề hẳn không mà sự. Chúng con sẽ bảo vệ những người tu ấy tiến thẳng đến quả bồ đề và không bao giờ gặp phải mà sự. Kinh văn. Nhĩ thời bát vạn tứ tiên na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương bồ tát tại đại hội chung tức tùng tạ khởi đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã đẳng bối sở tu công nghiệp kiểu thành bồ đề, bất thủ niết bàn, thường tùy thử chú, cứu hộ mà thế, tu tam ma đề, tránh tu hành giả. Việt dịch. Khi ấy, 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương bồ tát ở trong hội, lên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, mà thừa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu bồ đề lâu rồi,
nhưng không nhận niết bàn thường theo chúng này, cứu giúp những người chân chính tu hành pháp Tam Ma Đề trong thời mạt pháp. Giảng giải khi ấy 84.000 na do tha, số lượng nhiều bằng mấy trăm triệu hàng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát ở trong hội, nên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi, nhưng không nhận niết bàn thường theo chú này. Công đức tu hành của chúng con từ lâu đã chứng đạt Bồ Đề, vậy tại sao chúng con không vào niết bàn? Đấy là vì chúng con luôn theo giúp những người trì chú này. Chúng con quyết định cứu giúp những người chân chính tu hành pháp Tam Ma Đề trong thời mạt pháp. Đấy là những người chân chính thực hiện thiền định, đều sẽ được chúng con bảo vệ cứu giúp. Kinh văn: Thế Tôn, như thị tu tâm cầu chánh định nhân, nhược tại đạo tràng cập dư kinh hành, nãi trí tán tâm du hí tụ lạc, ngã đẳng đồ chúng thường đường tùy tùng thị vệ thử nhân. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Giảng giải: Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, người muốn đạt được định lực, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, ngồi thiền là công phu thiền định, lúc kinh hành thì hoặc niệm Phật hoặc trì chú, đấy là công phu trì tụng tam muội. Cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, Đức Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát còn bảo vệ cả những người tu không hành thiền, không vào đạo tràng, không kinh hành trì chú. Dù vậy khi đi chơi chỗ này chỗ nọ, quý vị đều có thể trì chú này. Như vậy đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Nếu một người khéo trì tụng chú Lăng Nghiêm, tất sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát cùng các chúng đi theo bảo vệ, cho dù người đó đi đến đâu, giống như một đoàn quân đi theo tướng lĩnh của họ vậy. Kinh văn: Túng Linh Ma Vương Đại Tự Tại Thiên Cầu Kỳ Phương Tiện Trung Bất Khả Đắc Chư Tiểu Quỷ Thần Khứ Thử Thiện Nhân Thập Do Tuần Ngoại Chư Bỉ Phát Tâm Lạc Tu Thiền Giả. Việt dịch: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được, các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần, trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Giảng giải: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Bọn họ tìm đủ mọi cách để khuấy phá, nhiễu loạn người tu, nhưng thảy đều không được. Ngay cả các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần, các quỷ vương và cả Đại Tự Tại Thiên chẳng khuấy phá gì được người lành ấy, thì quỷ nhỏ cũng phải tránh xa ngoài 275 dặm. Trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền, ngoại trừ các loài quỷ ưa thích nghe kinh nghe pháp và tu thiền định, bọn chúng có thể đến đạo tràng để nghe kinh, còn không thì phải tránh xa ngoài 275 dặm. Kinh văn: Thế Tôn, như thị ác ma nhược ma quyến thuộc dục lai xâm nhiễu thị thiện nhân giả, ngã dĩ bảo sử vẫn toái kỳ thủ do như vi trần, hằng ninh thử nhân sở tác như nguyện. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo trì đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Giảng giải: Quý vị sẽ nói, sao giáo pháp Kim Cang dữ dội như thế, các vị ấy bảo sẽ đập đầu bọn quỷ nát như trò bụi, quý vị có thể hình dung sức mạnh ấy thế nào rồi. Thực ra Kim Cang Tạng Bồ Tát không nhất thiết phải dùng chùy báu như thế, chính sức mạnh thiền định của Bồ Tát cũng đủ để trấn áp tất cả rồi. Vì vậy các vị ấy thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo trì đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Ngày nay trong các nơi đồ hội thì xảy ra những thiên tai nhân họa giết người phóng hỏa, đều có các quỷ vương vô hình ra sức thao túng. Người tu học Phật có năng lực thiền định, khi đạt được ngũ nhãn sẽ nhìn thấy các ác ma khuấy phá ấy. Vấn đề là người học Phật phải cần thời gian lâu dài, 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm mới có được phải thuận lợi. Trong khi ấy, thủ pháp bọn quỷ cao xa khó lường và chúng học cũng rất nhanh. Bọn chúng có năng lực rất đáng sợ, thường đi xuyên suốt thế gian, khuấy phá khắp nơi. Tuy nhiên nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, bọn ác ma ấy sẽ lánh xa. Nếu không có ai trì tụng Lăng Nghiêm, chắc chắn bọn chúng sẽ tha hồ tàn phá thế gian này. Hai cái nhân điền đảo. Kinh văn:
A Nan tức tùng tọa khởi, đảnh lễ Phật túc nhì bạch Phật ngôn, ngã bối ngũ độn, háo vì đà văn, cư trừ lậu tâm, vị cầu xuất ly, mùng Phật từ hối, đắc tránh huân tu, thân tâm khoái nhiên, hoạch đại nhiều ích. Việt dịch. Ông A Nan đi từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng lên đảnh lễ nơi trần Phật mà thưa với Phật rằng: chúng con ngũ độn tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái được nhiều lợi ích. Giảng giải. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật rằng: chúng con ngũ độn, đấy là sự học hỏi và phải nhờ vào trí nhớ của chúng ta tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly. Chúng ta ưa đọc sách, học tập và nhớ nhiều, chúng ta thông minh và hiểu biết nhiều, nhưng ngoài tư tưởng và hành động, chúng ta không còn nhận thấy gì khác. Thật sự mọi người chúng ta không muốn vượt khỏi ba cõi tam giới, không chú tâm thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy. Nay nhà Phật dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái được nhiều lợi ích. Phật chỉ dạy chúng ta cách thức tu tập, điều ấy khiến cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, có được nhiều lợi lạc. Kinh văn. Thế Tôn, như thị tu chứng Phật Tam Ma Đà vị đáo Niết Bàn, Vân Hà danh vi, kiền huệ trì địa, tứ thập tứ tâm, trí hà tiệm thứ, đắc tu hành mục, chỉ hà phương sở, danh nhập địa trung, Vân Hà danh vi, đẳng giác Bồ Tát. Việt dịch. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng Pháp Tam Ma Đà của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm, đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa, thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Giảng giải. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng Pháp Tam Ma Đà của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Bạch Phật, chúng con tu theo Pháp này và đạt được chánh định của Phật, nhưng trước khi đến Niết Bàn còn phải qua nhiều cấp khác nhau. Chẳng hạn, thế nào gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Làm thế nào chúng con biết là mình đạt tới địa vị thập địa Bồ Tát? Và thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Phần này sẽ giải thích trong các đoạn sau. Kinh văn. Tát thị ngũ dĩ, ngũ thể đầu địa, đại chúng nhất tâm, chữ Phật tử âm, trừ mông chiếm ngưỡng. Việt dịch. Nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời tư của Phật. Giảng giải. Sau khi ông A Nan nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, A Nan cùng tất cả mọi người trong đại hội dùng năm vóc, tức đầu, đôi chân, đôi tay, cùng gieo xuống đất hành lễ. Cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời tư của Phật. Mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Phật và chờ đợi Phật nói pháp. Quý vị thử nghĩ Phật sẽ nói gì? Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn tán thán A Nan: thiện tai, thiện tai, nhữ đẳng nãi năng phổ vị đại chúng, cập chư mà thế nhất thiết chúng sanh, tu Tam Ma Đà cầu đại thừa giả, tùng ư phàm phu trung đại niết bàn, huyền thị vô thượng chánh tu hành lộ, nhữ kim đế thính đường vị nhữ thuyết, A Nan đại chúng hợp trưởng khô tâm, mặc nhiên thọ giáo. Việt dịch. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: hay thay, hay thay, các ông lại biết vị đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đà cầu pháp đại thừa trong thời mà pháp. Xin ta chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính, từ phàm phu cho đến đại niết bàn. Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. Giảng giải. Lúc bấy giờ tại đại hội rất đông người cùng chăm chú chiêm ngưỡng, Đức Thế Tôn khen ông A Nan, nhận thấy A Nan và đại chúng rất thành tâm, do đó ngài nói: hay thay, các ông lại biết vị đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đà, Tam Ma Đà cầu pháp đại thừa trong thời mà pháp. Ông muốn cùng mọi người tu học chứ không phải vì lợi lạc cho riêng mình. Ông hành động vì đại chúng nơi đây và cả những người muốn học pháp đại thừa sau này. Vì vậy ông xin ta chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính, từ phàm phu cho đến đại niết bàn. Niết bàn là bất sinh, là tịch diệt. Ông chưa đạt đến những muốn, nhưng muốn biết cách thực hiện cho được. Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Hãy hết sức chú ý, ta sẽ giảng giải cho ông.
ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. Sạch lòng có nghĩa là trừ tất cả vọng tưởng, tạp niệm ra khỏi tâm thức, có năm loại kiến giải cần loại trừ là: một, thân kiến; hai, biên kiến; ba, giới cấm thủ kiến; bốn, kiến thủ kiến; năm, tà kiến, cùng với năm nguyên nhân làm cho xì độn: một, tham; hai, nhuế; ba, vô minh; bốn, kiêu mạn; năm, nghi. Như chiếc thuyền trống rỗng, họ vứt ra khỏi tâm trí mọi điều học hỏi và yên lặng lắng nghe Đức Thích Ca giảng giải. Kinh văn: Phật ngôn, A Nan đương trì diệu tánh viên minh, ly trừ danh tướng, bản lai vô hữu, thế giới chúng sanh. Việt dịch: Phật dạy A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, rời các danh tướng, bản lai không có thế giới chúng sinh. Giảng giải: Phật dạy A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, bản lai vốn rất sáng suốt, rất màu nhiệm nếu ra rời các danh tướng. Như kinh Kim Cang nói, phàm là tướng sở hữu đều là hư vọng, nếu thấy tướng là phi tướng, ắt sẽ thấy Như Lai. Nếu chấp tướng, mọi sự việc quý vị thấy biết cũng đều là chấp trước. Căn bản là không có danh cũng chẳng có tướng, vậy tại sao không có danh tướng? Đấy là vì bản lai không có thế giới chúng sinh. Chỉ vì chính con người gây ra ảo tưởng và tạo nghiệp mới hình thành thế giới báo ứng của chúng sinh như vậy. Kinh văn: Nhân vọng hữu sanh, nhân sanh hữu diệt, sanh diệt danh vọng. Việt dịch: Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt, sinh diệt gọi là vọng. Giảng giải: Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt. Nếu không có sinh sẽ không có diệt, sinh diệt gọi là vọng. Cái sinh sau khi sinh, cái diệt sau khi diệt, mọi sinh diệt đó đều là hư vọng, nó không thực có. Kinh văn: Diệt vọng danh chân thị xưng Như Lai vô thượng bồ đề cập đại niết bàn nhị chuyển y hiệu. Việt dịch: Diệt vọng gọi là chân, đấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Giảng giải: Diệt vọng gọi là chân, khi đạt được chân như của tự tánh, ông sẽ đạt được Phật tánh, đấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Một đằng là chuyển khổ đau đến bồ đề, và một là chuyển sinh tử vào niết bàn. Kinh văn: A Nan, nhữ kim dục tu chân tàng mà địa trực nghệ Như Lai đại niết bàn giả, tiền đường thức thử chúng sanh thế giới nhị điên đảo nhân, điên đảo bất sanh từ tắc Như Lai chân tàng mà địa. Việt dịch: A Nan, nay ông muốn tu pháp chân tàng mà đề đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đấy là chân tàng mà đề của Như Lai. Giảng giải: A Nan, này ông muốn tu pháp chân tam mà đề đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, ông muốn tu pháp đại bồ tát và đại chánh định, ông muốn tiến đến địa vị Phật và được bốn đức thường lạc ngã tịnh, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đây là chân tam mà đề của Như Lai. Có thể nhận thực nhân điên đảo và tránh không để sinh khởi, đấy là chánh định của Phật. Kinh văn: A Nan, vân hà danh vi chúng sanh điên đảo. A Nan, do tánh minh tâm, tánh minh viên cố, nhân minh phá tánh, tánh vọng kiến sanh, tùng tất cánh vô thành cứu cánh hữu. Việt dịch: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, do đó nên nhân tánh minh phát ra mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra, từ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, tánh vốn sáng rỡ và biến chiếu cùng khắp, do đó nên nhân tánh minh phát ra mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra. Vì mê lầm không nhận được bản tánh viên mãn sáng suốt nên sinh ra các thứ hư vọng, biến thành vô minh. Vô minh là một loại ảo tưởng, là sự mê muội, do đó nên nghiệp sinh khởi, sinh và tử cũng thành hiện hữu. Do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Quan điểm này đã được luận đến trong phần đầu của bản kinh. Một khi từ chân khởi vọng thì nghiệp chướng liền sanh khởi, cùng với nghiệp chướng là chuyển tướng và sau cùng là năng kiến tướng. Tam tế tức tướng trạng cực kỳ vi tế: một, nghiệp chướng; hai, chuyển tướng; ba, năng kiến tướng. Từ tam tế duyên với cảnh giới của hiện tướng mà sinh sáu loại mê tướng, tức lục thô như sau:
một trí tướng tức trí tuệ của thế gian, hai tương tục tướng mọi sự đều diễn tiến không ngớt, ba chấp thủ tướng, bốn kế danh tự tướng, năm khởi nghiệp tướng, sáu nghiệp hệ khổ tướng. Từ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có, đấy là sự biểu hiện của tam tế, cũng từ vọng niệm sai lầm nên mới hiện diện như vậy. Kinh văn: thử hữu sở hữu, phi nhân sở nhân, trụ sở trụ tướng, liễu vô cằn bồn, bồn thử vô trụ, kiến lập thế giới, cập trừ chúng sanh. Việt dịch: có cái sở hữu như vậy là do phi nhân làm nhân và những tướng năng trụ sở trụ, rốt ráo không có cội gốc, đoạn lại từ cái gốc vô trụ ấy mà kiến lập nên thế giới và các chúng sanh. Giảng giải: có cái sở hữu như vậy, sở hữu ở đây đều là do vô minh, vì do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Mọi sở hữu đều hiện hữu nhưng là do phi nhân làm nhân, nhân là nương theo. Tại sao gọi là phi nhân? Vì mặc dù tam tế được biết là khởi từ vô minh, và vô minh thì không có thực thể, do đó nó không phải là chỗ nương tựa đáng tin cậy. Và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc, từ vô minh hư vọng nên có chúng sanh, do đó những tướng năng trụ sở trụ đều đẻ nương tựa, nhưng lại dựa vào cái gốc vô minh không an trụ ấy thành lập thế giới và các chúng sanh. Như vậy sự hiện hữu đó là bất thực, hoàn toàn trống rỗng và hư vọng. Kinh văn: mê bổn phiền mình, thị sanh hư vọng, vọng tánh vô thể, phi hữu sở y. Việt dịch: vì mê không nhận ra tánh phiền mình vốn có nên sinh ra hư vọng, tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Giảng giải: vì mê không nhận ra tánh phiền mình vốn có nên sinh ra hư vọng, mê là hư vọng sinh ra từ chân tánh. Đối với Như Lai tạng tánh thực sự không có danh, không có tướng, khi vô minh sanh thì đầy rẫy vọng động. Từ vọng động, con người không còn nhận ra tánh giác ngộ, tựa như đánh mất đi căn nhà của chính mình vậy. Tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Hư vọng tự nó không phải là thực chất, nó chỉ là hư tưởng không thực. Do vậy vô minh không phải là thực chất nên tam tế cũng chẳng có căn để thực sự. Kinh văn: tương dục phục chân, dục chân dĩ phi, chân chân như tánh, phi chân cầu phục, uyển thành phi tướng. Việt dịch: muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiển thành những phi tướng. Giảng giải: muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Về căn bản, vô minh không có thực chất riêng biệt, do đó tam tế thực sự cũng chẳng có cội gốc thực sự gì. Vậy nên thực là sai lầm nếu ông quyết định muốn quay trở lại với chân lý, quay trở lại căn cội để tìm kiếm chân lý, ông sẽ càng khởi thêm hư vọng. Nếu muốn trở lại với chân tánh, ông đừng ra thêm sự sáng và tánh giác ngộ, đừng gắn thêm cái đầu đã có, đừng tìm con lừa khi đang cưỡi lừa, cầu trở lại không đúng chân lý, đừng truy tìm chân lý ông có. Tốt hơn hết, ông chỉ cần hóa giải vô minh, đó chính là chân lý, không nhất thiết phải tìm kiếm gì khác. Lý do ông không nắm bắt được chân lý là vì ông đang giữ chặt lấy vô minh. Nếu biết vô minh không có thực chất thì ông đừng khởi vọng tưởng, đừng kiếm tìm chân lý. Khi vô minh diệt thì pháp tánh tự nhiên sẽ hiển thiện, hiển thành những phi tướng. Không tìm chân lý hoặc loại trừ vọng tưởng, cần thiết là phải phá vỡ vô minh, như vậy tự tánh giác ngộ sẽ tức thì hiện hữu. Nhưng nếu vô minh chưa phá mà vẫn kiếm tìm chân lý thì khác nào bỏ gốc nắm lấy ngọn. Một khi vô minh diệt thì tam tế cũng biến mất, cả lục thô cũng vậy. Kinh văn: phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp, chuyển chuyển phát sanh, sanh lực phát minh, huân dĩ thành nghiệp, đồng nghiệp tương cảm, nhân hữu cảm nghiệp, tương diệt tướng sanh, do thị cố hữu, chúng sanh điền đảo. Việt dịch: không phải sinh, không phải trụ, không phải tâm, không phải pháp, xoay phần phát sinh và sinh lực phát huy, huân tập thành ra nghiệp báo. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó mà cảm ra các nghiệp diệt nhau sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh. Giảng giải: không phải sinh là tướng sinh của vô minh, không phải trụ chỉ nghiệp thức, đấy là thức thứ 8, không phải tâm
chỉ về kiến phần, không phải pháp, chỉ về tướng phần. Những vô minh nghiệp thức và kiến phần, tướng phần đều không có căn, để không có thực chất. Sự hiện hữu của chúng chỉ là giả tạo, không phải thực pháp, do đó nên xoay vần phát sinh. Điều đó như sự liên hệ giữa mắt tai mũi lưỡi thân và tâm vậy, và sinh lực phát huy huân tập thành ra nghiệp báo. Sự liên tục sinh khởi và chuyển chuyển làm phát huy sinh lực, càng phát triển càng hiển hiện, do đó mà mọi hoặc nghiệp khổ càng nhiều càng mạnh mẽ. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, do các quan hệ hỗ tương nên cùng diệt nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh, các chúng sinh điên đảo vì vọng tưởng của chính mình. Kinh văn: A Nan, vân hà danh vi thế giới điên đảo, thị hữu sở hữu phần đoạn vọng sanh, nhân thử giới lập, phi nhân sở nhân, vô trụ sở trụ, thiên lưu bất trụ, nhân thử thế thành, tam thế tứ phương hòa hợp tương thiệp, biến hóa chúng sanh thành thập nhị loại. Việt dịch: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà giới thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ sở trụ nên rời đổi không dừng, nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? A Nan, ta sẽ giảng về sự điên đảo của thế giới. Ông lắng nghe, do có cái sở hữu đó, đó chỉ sự vô minh. Cái sở hữu là thân vọng tưởng của chúng sinh, nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra. Vô minh và chúng sinh, phần là chỉ căn thân của chúng sinh, đoạn là chỉ đời người từ sinh đến tử. Nhân vì vô minh, bất giác, nên chúng sinh cứ mãi trôi lăn theo nghiệp, vọng tưởng là có sinh có tử, có căn thân giả tạo, vì thế mà giới thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ sở trụ, nên rời đổi không dừng. Vô minh là vô căn, là hư trống, nó không có thực chất. Phi nhân cũng là vô minh, nó không phải là cá nhân thực sự, chỉ vì vọng tưởng nên sinh ra thế giới. Do đó thế giới cũng là hư trống không thực, nó không có cảnh tướng thường trụ, cảnh tướng của nó chỉ là hư vọng, luôn thay đổi không dừng. Nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đời bốn phương, mọi ảnh hưởng hòa hợp đều tạo nên thế giới. Thế giới có ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Bốn phương là bốn hướng trong không gian, hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Đấy là nhờ vào các động lực khác nhau. 12 loại chúng sinh sẽ giảng giải phần sau. Kinh văn: Thị cố thế giới, nhân động hữu thanh, nhân thanh hữu sắc, nhân sắc hữu hương, nhân hương hữu xúc, nhân xúc hữu vị, nhân vị trì pháp, lục loạn vọng tưởng, thành nghiệp tánh cố, thập nhị khu phần, do thử luân chuyển. Việt dịch: Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, nhân tiếng nên có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng cảm loạn thành ra nghiệp tánh, 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Giảng giải: Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, do có động nên sinh ra âm thanh tiếng vang, nhân tiếng nên có sắc, khi có tiếng vang thì liền có sắc, nhân sắc có hương, sắc tác động làm khởi hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng cảm loạn thành ra nghiệp tánh. Sáu cảnh ở đây là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cả sáu loại vọng tưởng ấy được xem như những tên trộm cắp, chúng tạo nghiệp rất mạnh, và 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Đấy là nguyên nhân tựu thành 12 loại chúng sinh, do nghiệp chiêu cảm, nghiệp quả, lại từ quả báo thọ sinh 12 loại, sống đây chết đó, luân chuyển trong các nẻo đến không bao giờ dứt. Kinh văn: Thị cố thế gian, thành hương vị xúc, cùng thập nhị biến vì nhất lữ phục. Việt dịch: Do đó trong thế gian, những thành hương vị xúc biến đổi tột cùng đến 12 lần phần trở lại. Giảng giải: Do đó trong thế gian, những thành hương vị xúc, đấy là sáu trần sắc thành hương vị xúc pháp, biến đổi tột cùng đến 12 lần xoay trở lại. Sau khi biến đổi, chúng lại tiếp tục biến đổi đến cùng tận đến 12 cách thì xoay trở lại cách ban đầu. Sáu trần ở đây là duyên tạo nghiệp, nghiệp tánh là nhân của luân hồi. Do nhân duyên hòa hợp sinh ra hư vọng, luân hồi không dứt,
do vậy nên thường có chúng sinh